Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đấu Uzbekistan, Quang Hải không muốn tái hiện ký ức Thường Châu. Tối nay, ngày 13 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội Uzbekistan tại Đại Liên, Trung Quốc. Đây là trận đấu thứ hai, đồng thời cũng là trận cuối cùng trong chuyến du đấu tại Trung Quốc của đội bóng do huấn luyện viên Chu Xi dẫn dắt ở dịp FIFA Days tháng 10. Trận đấu này sẽ phục vụ cho công tác chuyên môn của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lẫn Uzbekistan. Chính vì vậy, hai đội sẽ đá kín mà không có sự theo dõi của khán giả, không có báo chí tác nghiệp cũng như không được truyền hình trực tiếp. Trận gặp đội tuyển Uzbekistan sẽ là dịp để huấn luyện viên Chu Xi tiếp tục thực hiện những ý đồ thử nghiệm về mặt nhân sự cũng như chiến thuật. Các trụ cột và cầu thủ đã thi đấu ở trận gặp chủ nhà Trung Quốc có thể sẽ được dưỡng sức. Trong khi đó, những nhân tố trẻ, cầu thủ mới lần đầu được lên tuyển hoặc chưa có cơ hội ra sân ở trận trước nhiều khả năng sẽ được thử sức. Màn chạm trán với Uzbekistan cũng được xem là cử dược cuối cùng để huấn luyện viên Chu Xi có thể hoàn thành việc đánh giá đối với từng cá nhân. Từ đó, vị huấn luyện viên người Pháp sẽ tìm ra đội hình tối ưu nhất và chốt đấu Pháp trước khi di chuyển sang Hàn Quốc để đối đầu với Son Heung-min cùng các ngôi sao của xứ sở Kim Chi vào ngày 17 tháng 10. Đội tuyển Uzbekistan nằm trong top 10 đội bóng hàng đầu châu Á. Đứng ở vị trí thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn đội tuyển Việt Nam 20 bậc. Đây là đối thủ cực kỳ chất lượng đối với đội bóng của huấn luyện viên Chu Xi. Về thành tích đối đầu, Việt Nam chưa từng thắng Uzbekistan ở mọi cấp độ đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam từng hai lần chạm trán với Uzbekistan tại vòng loại ASEAN Cup và đều thua, lần lượt với tỷ số 1-3 và 0-3. Thất bại khó quên nhất là ở trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, khi thế hệ cầu thủ tài năng của U23 Việt Nam với Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đoạt vị trí Á quân khi để thua U23 Uzbekistan. Đội hình hiện tại của đội tuyển Uzbekistan có những ngôi sao đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu. Tiền đạo thủ quân Eldor Somudo được xem là đầu tàu của đội bóng Trung Á. Anh từng chơi cho câu lạc bộ Genoa, AS Roma, Spezia và hiện khoác áo câu lạc bộ Cagliari tại Serie A, Ý. Đây là một trong những cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Uzbekistan với 37 bàn thắng sau 67 lần ra sân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.